Chọn phông nền chụp ảnh cưới trong studio. Vì không có nhiều bối cảnh như khi chụp ảnh ngoại cảnh, nên phông nền là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công cho những bộ ảnh cưới trong studio. Để lựa chọn những phông nền chuẩn, cô dâu chú rể cần bàn bạc với ekip của ảnh viện để có sự thống nhất. Hôm nay, Yêu Media xin chia sẻ với bạn một số bí kíp chọn phông nền ảnh cưới trong studio để các bạn tham khảo. Đơn giản là tốt nhất. Những phông nền đơn giản là một trong những sự lựa chọn dễ nhất cho bạn. Chúng mang màu sắc tươi sáng giúp đối tượng của bạn lên hình rõ nét hơn. Làm mờ phông nền. Bằng cách thay đổi chiều sâu, bạn sẽ làm mờ khung nền và đem lại cho bức ảnh cảm giác riêng tư, thân mật hơn. Loại phông nền này khá thích hợp với chụp hình cưới. Với việc làm mờ nền phía sau, bạn có thể loại bỏ bất kỳ vật gì làm phân tán điểm tập trung của bức ảnh. Bên cạnh đó, nó sẽ tạo ra màu sắc và hình dáng phù hợp cho bức ảnh, độ tương phản cũng được giảm nhẹ. Sử dụng phông nền backdrop. Phông nền chuyên dụng có thể điều chỉnh được sẽ giúp bạn gạt bỏ mọi mối lo ngại khi lựa chọn phông nền ảnh cưới. Tận dụng bất cứ nguồn sáng nào. Ánh sáng tự nhiên và nhân tạo đều đem lại chất lượng tốt cho phông nền. Bằng cách tô sáng vật thể và khiến khung cảnh phía sau tối đi, hiệu ứng này rất thích hợp trong chụp ảnh cưới. Tránh các nguồn phân tán. Bất cứ vật gì nằm ở phía sau nhân vật chính cũng đều không nên có, đặc biệt là trường hợp photobombing, trừ khi đó là hành động có mục đích từ trước. Phông nền công viên, bãi biển, vườn cây. Những khung cảnh ngoài trời này đều có tác dụng rất lớn. Chúng tạo chiều sâu, mang lại cảm giác tinh tế nhưng vẫn dễ dàng làm mờ, hoàn toàn đủ điều kiện cho bạn tận dụng. Tận dụng phông nền kiến trúc. Những đặc điểm của các thiết kế kiến trúc đều rất chắc chắn và khỏe khoắn, đem lại cảm giác hoành tráng và sẽ càng làm nổi bật cô dâu và chú rể khi họ đứng trước khung cảnh đó. Sử dụng kiểu phông nền này sẽ bổ sung thêm ý nghĩa cho bức ảnh cũng như sự kiện trọng đại trong cuộc đời của họ. Thêm phông nền vào bức ảnh bằng Photoshop. Photoshop là một công cụ phổ biến để chỉnh sửa những tấm ảnh kỹ thuật số thời nay, và hơn hết, bạn có thể sử dụng nó để chèn khung nền vào sau khi đã có bức ảnh gốc. Kỹ thuật này đem lại một hướng tiếp cận vô cùng độc đáo cho các nhiếp ảnh gia để có thể tạo ra những bức ảnh thú vị.